Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay sẵn dịp làm sa tế cho các cháu nên share lại với các bạn đây. Các bạn thấy sa tế của bé Bự có hấp dẫn không nè? Rất là ngon nha. Các bạn thấy không? Nó không có dầu nhiều. Mình đừng có làm dầu nhiều thì khi mình chan vô nước mắm thì nó nổi lên trên mặt. Dầu nhiều lắm không có ngon và mà ăn cũng không có tốt nữa. Rất là dễ làm. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Để làm sa tế thì ở đây bé Bự có là sả nha. Hôm qua đi chợ sả sale rẻ quá, 99 cent một phao, thành thử ra bé Bự mua làm sa tế. Rồi mình có tỏi nè. Cái này thì cũng có không có hẳn là phân lượng nha các bạn. Thì mình cứ nhắm chừng thôi. Rồi bé Bự thì dùng cái máy này để mình xay sả nha. Thì mình sẽ lấy cái lưỡi này ra. Và mình sẽ lấy cái lưỡi mà nó cắt khoanh nè các bạn. Thì mình sẽ đút cái cây này vô. Mình đút cái cây này vô rồi thì mình dặn. Đó, nó có cái cây này xong mình đút vô cho nó ngay vô ngay cái lỗ này ha. Rồi mình dặn nó qua. Rồi, vậy rồi là xong rồi đó. Rồi mình sẽ bỏ nó vô trong cái ngọng đó. Mình đậy nắp lại. Đó. Thì sả đó nha, bé Bự không có bỏ một cái gì hết. Thì mình sẽ cắt cắt khoảng chừng nhiêu này nha các bạn. Rồi mình ngâm nước rồi mình đem đi ngâm nha các bạn. Là mình sẽ có sả tươi mình ăn. Mình không cần phải đi mua nữa. Đó, cái này là bé Bự ngâm nước. Không có cần phải đợi nó ra rễ. Ngày mai là mình ngâm một đêm thôi. Rồi mình đem nó ra mình ngâm xuống đất thôi. Rất là dễ nha. Ngày xưa đó bé Bự cũng học thôi. Cái gì mình cũng phải học phải không các bạn. Mình bé Bự không có biết đi mua một chậu sả hả, mười mấy đồng mà nó có mấy cây thôi nha. Đó, mình ngâm nước. Bé Bự nói là nó có cái gốc, nó có cái cây ở dưới này nè các bạn. Và nó có cái cây mình lựa. Chứ mà mình đừng có lấy mấy cái mà nó cắt sát ở trong này. Mình lựa mấy cái mà nó có cái cây như vậy thì nó good hơn nha các bạn. Rồi mình để đó ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ sắt nha. Mình sẽ sắt bằng máy. Mình lấy dùm 3-4 cây mình bỏ vô cái lỗ này nha. Rồi một tay thì mình vịn cái trên này ha. Rồi một tay cứ đẩy xuống thôi. Rồi mình cắt được tới đâu thì cắt nha các bạn. Rồi mình chừa lại cái này để mình nấu nước mình uống. Và nước trà sả đó các bạn. Bé Bự không có bỏ một cái cái nào hết. Trà sả uống cũng thơm lắm nha các bạn. Thơm mà ngon lắm. Cắt cái này thì nó nhanh nha các bạn. Rồi như vậy là xong rồi đó. Cái phần này thì mình để mình nấu nước uống. Mình sẽ lấy cái lưỡi dao này ra. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái sả này ra. Đó. Rồi mình sẽ cho cái dao này vô, rồi mình bỏ cái này vô mình xay. Nó nhanh hơn là mình sắt rồi mình bầm mà các bạn biết không? Khi mà mình làm sa tế đó thì bé Bự nghĩ mình nên đi mua sả rồi mình về cái mình xay mình làm liền á thì nó rất là thơm mà ngon lắm. Rồi. Sả của mình như vậy cũng là xong rồi nha các bạn. Rồi bây giờ đó thì mình sẽ xay cái tỏi này nha các bạn. Bé Bự cũng không có cân nữa đó là bao nhiêu hết á. Tùy thôi. Để bé Bự cân thử coi nha.
cái này nửa thao tỏi nha. Rồi mình sẽ cho vô đây là một chén dầu nha. Thật ra chị bé bự làm mấy cái này thì chỉ nhắm thôi, chứ cũng không có phân lượng gì nha các bạn. Rồi mình cho dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi với sả vô, mình cháy cho nó vàng. Mình có sả nè, rồi mình có tỏi nè. Rồi cái này là ớt miếng á nha các bạn. Và ớt miếng, nó là rush red pepper. Còn cái này là ớt đại hàng đó các bạn. Rồi mình có muối, bột ngọt, rồi chút đường. Cái này không có bỏ tiêu nha. Muối, bột nêm chay cũng được. Và mình nêm vô để cho nó đậm đà chút xíu. Bé Bự thử cái dầu nó nóng chưa. Đó, dầu nó nóng rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ cho tỏi vô nha. Bé Bự cho hết cái tỏi này vô. Rồi bé Bự cũng lường luôn nha. Lường một tô này luôn nha. Một tô tỏi, một tô sả. Để lửa lớn luôn. Đó. Bé Bự thấy là mình phải cho dầu nó xâm sắc cái này thì mình cho thêm cho nó thêm một chút dầu nữa để cho nó xâm sắc với lại tỏi với sả nha các bạn. Để mình cháy cho nó vàng đó. Còn cái sả này là mình cho vô zip lắp rồi xong mình để mình có ướp đồ ăn rồi đó các bạn. Dạ, rất là ngon. Lâu lâu mình cũng lợi mình xào nó lên nha các bạn. Trong thời gian mình chờ để cho sả với tỏi nó vàng á thì bé Bự sẽ xay cái ớt này nha các bạn. Bé Bự không muốn cái miếng to, thành thử ra bé Bự sẽ xay. Thì bé Bự sẽ cho là một khớp ngăn. Đó, cho vô đây một cốc. Cái máy này là cái máy xay cà phê nha các bạn. Đó, mình phải sôi nó lên nha các bạn, để nó cháy. Mình sôi cho nó vàng đều hết luôn. Mình cho một cốc đó với một cốc này. Cái ớt này mình muốn cho nhiều ít cũng được nha các bạn. Các bạn đừng cho dầu nhiều. Khi mình cho một chén cho nó nóng, mình cho tỏi với sả vô rồi đó ha, thì mình coi cái dầu nó vừa xâm sắc với lại sả này thôi. Tại vì các bạn biết không, nếu mà dầu nhiều quá, cái khi mình là ăn nước tương hay gì mình múc một chút vô trong nước tương á, dầu nó nổi lên nhiều quá nó không có ngon nha các bạn. Mỗi lần mà làm sa tế như vậy, bé Bự đều nhớ tới mấy con gái của bé Bự ngày xưa. Nó đi học, mỗi lần nó về cái là nó không xin gì hết, xin sa tế thôi. Có một lần đó bé Bự làm mà dầu nhiều quá đó, vô trong một cái hũ để cho cháu nó đem đi đó, cái dầu nó nổi lên trên mặt đó. Đi ra phi trường đó, nó không có cho, nó nói là có nước ở trên đó là nó không có cho cái nó lấy. Cái các bạn biết con gái bé Bự nó làm sao, nó thiệt là ngây thơ. Nó nói với cái ông mà xếp đồ đó, nó nói gì chứ, mày đem về mày ăn đi nha, mày đừng có bỏ, uổng lắm đó, mẹ ta làm ngon lắm. Đó là một kỷ niệm mà bé Bự nhớ hoài mỗi khi mà làm sa tế. Con nít ở đây thì nó thật là ngây thơ. Còn kêu người ta đem gì ăn đi chứ. Các bạn nhớ sơ lên nha. Để không thôi ở dưới này nó bị cháy. Cái này còn lại là mình sẽ bỏ vô trong freezer. Cái này thì bé cắt nó rồi nấu nước uống. Cũng như là không có bỏ cái gì hết. Rồi mình cho gừng, rồi mình cho một cái chanh vô đây mình nấu nước thôi. Đó các bạn cứ sơ nó miết vậy nha. Mình để lửa lớn nhưng mà mình phải đứng đây nha các bạn, đừng có nhờ ông Táo nha. Ông Táo ông không có coi giùm mình đâu đó. Rồi bây giờ thì sả với tỏi mình nó vàng rồi. Dạ, cho nó vàng thêm một chút xíu nữa nha. Thì mình sẽ bỏ ớt vô.
các bạn thấy không, dầu nó gì là vừa rồi đó, chứ mình không có cần mà nó phải nổi lên bền ở trên. Rồi bây giờ mình thấy lại là xả nó vàng rồi nghe các bạn, thì mình tắt bếp nha, tắt bếp. Nhưng mà tại vì cái lò này nó cũng còn nóng nha các bạn, thành thử ra không có sao hết. Giờ mình sẽ cho ớt vô nè, mình cho hai thứ ớt này vô nha. Rồi mình trộn lại. Nó khô ráo như vậy thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê bột nêm chay nha, bột nêm nấm đó các bạn, với lại chừng 1/3 muỗng cà phê muối, với một muỗng cà phê đường. Nếu mà các bạn thích ăn bột ngọt thì mình cho chút xíu bột ngọt vô cũng được, nhưng mà mình cho bột ngọt chay rồi thì mình cũng không cần đâu nghe các bạn. Nhưng mà nếu mà cho miếng bột ngọt vô thì nó sẽ ngon hơn. Rồi để bé Bự lấy xuống dưới này cho các bạn coi nha. Sa tế của bé Bự thì nó chỉ là như vậy thôi, nó rất là ráo, thơm mà ngon lắm nha các bạn. Nhưng mà cái này không có thử cái này không có thử được nha các bạn, chừng nào mình ăn nước mắm rồi bỏ vô thôi, chứ cái này không có thử. Dạ yeah. Nhưng mà bé Bự bảo đảm với các bạn là rất là ngon. Dạ yeah. Nó vừa đủ cái lượng dầu thôi, nó không có nhiều đó. Bé Bự trộn xong hết, trộn đều hết rồi, để bé Bự xúc ra cho các bạn coi nha. Rồi như vậy là sa tế của mình đã làm xong rồi, các bạn thấy có hấp dẫn không nè, rất là ngon nha. Khi mà mình bỏ vô nước tương hay nước mắm hay là mình nấu canh chua cũng vậy nữa nha các bạn, mình múc một muỗng mình bỏ vô thì cái hương vị của canh chua rất là ngon, nhờ có xả với tỏi nữa. Cái này không có dám mời các bạn đâu nha, mình không có ăn không được. Chúc các bạn thành công nha, hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào. Cái này là tip cho các bạn nha, bé Bự đã ngâm nó một đêm rồi thì mình sẽ đem ra cái mình xới cái đất nó lên đi, rồi xong mình tưới nước, rồi mình đem ra mình cắm thôi. Dạ, cắm cứ cắm xuống vậy thôi đó. Rồi bé Bự vừa cắm xong cái mấy cái gốc xả đó, để khi nào nó lên xong bé Bự khoe với các bạn nha.